Quý vị thân mến, thời gian vừa rồi chắc hẳn quý vị hay theo dõi chương trình thì phần nào cũng biết đến sản phẩm mới của Khỏe Tự Nhiên sẽ ra mắt để phục vụ cho tất cả những ai mong muốn sử dụng các sản phẩm không có hóa chất như là dầu gội, dầu xả hay sữa tắm cho tất cả mọi người, kể cả làn da nhạy cảm của em bé. Các bác, các cô, các chú tóc bạc mà hay phải nhuộm tóc nhiều lần trong năm thì giờ đây đã có dầu gội phủ bạc chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên như lá tràm, lá móng, hà thủ ô, sâm đương quy và kết hợp với bài thuốc dân gian về nhuộm tóc của người dân tộc cũng được Khỏe Tự Nhiên áp dụng cho sản phẩm mới này. Quý vị nào có tình trạng hói đầu hoặc là mong muốn tóc mọc dày hơn, khỏe hơn thì Khỏe Tự Nhiên cũng có tinh chất giúp mọc tóc từ vỏ bưởi non, hoa atiso và các loại vitamin. Đây là loại dạng xịt sẽ giúp tóc con mọc dần lên. Tất nhiên là tùy từng người, có người thì mọc nhanh và có người thì mọc lâu hơn. Ngoài ra, Khỏe Tự Nhiên có các sản phẩm khác như là dung dịch vệ sinh phụ nữ, kem chống nắng, gel rửa mặt. Đối với phái đẹp thì Nguyên Ngọc cũng giống như các cô, các chị hay phải tiếp xúc nhiều với mỹ phẩm. Bản thân Nguyên Ngọc cũng sử dụng các sản phẩm nước tẩy trang an toàn cho da, chiết xuất từ hoa cúc, lô hội, rau má, không làm bào mòn da và có tác dụng dưỡng da sau khi sử dụng. Đây là sản phẩm nước tẩy trang của Khỏe Tự Nhiên. Vâng, thưa quý vị, Khỏe Tự Nhiên đang nghiên cứu và chuẩn bị gửi tới quý vị các sản phẩm thiết thực mà lành tính như kem đánh răng, chăm sóc răng miệng hoặc dòng mỹ phẩm như là kem nền, son và dưỡng môi, v.v. Hiện tại thì sản phẩm của Khỏe Tự Nhiên đã có mặt trên thị trường, có nhiều khách hàng và khán giả yêu mến đã mua hàng và có phản hồi tích cực. Thế nhưng chúng tôi hiểu rằng khởi đầu sẽ vẫn còn nhiều thiếu sót và chúng tôi muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp chân thành, kể cả về bao bì, mẫu mã hoặc là sau khi sử dụng xong hay là sau một thời gian sử dụng, quý vị có cảm giác như thế nào? Nguyên Ngọc muốn lắng nghe tất cả các ý kiến đóng góp để cho tương lai mỗi gia đình đều được sống với không gian an lành, cuộc sống xanh, an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình mình, từ người già đến trẻ nhỏ. Và Nguyên Ngọc xin được gửi số điện thoại đặt hàng cho các cô, các bác, các anh, các chị có nhu cầu có thể nhắn tin giúp Nguyên Ngọc vào số điện thoại 0835 066 176 hoặc nhắn tin vào Facebook của Nguyên Ngọc để nhận ưu đãi cho khách hàng của Khỏe Tự Nhiên. Quý vị nhớ khi nhắn tin mua hàng thì nói là khán giả của Khỏe Tự Nhiên quý vị nhé. Nguyên Ngọc xin phép được dừng phần giới thiệu sản phẩm tại đây. Cũng cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ Khỏe Tự Nhiên trong những năm qua. Kính chúc quý vị có được cuộc sống mạnh khỏe, vui vẻ và tự tin với vẻ đẹp thực sự khỏe mạnh từ bên trong. Xin kính chào và hẹn gặp lại.